Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đạp touring có giảm xóc đến từ thương hiệu của Yanic CR3500. Vâng, đây là một mẫu touring có giảm xóc khoan nhất tại cửa hàng em, bán rất chạy các bác nhé. Hôm nay em về một chiếc là cực mới, em đánh giá trên 95%. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và vẫn là tông màu đen xám. Sẽ lướt qua nước sườn xe. Em giới thiệu đi đầu video thì đây là chiếc xe đánh giá mới trên 95%. Rất ít khi về một chiếc mới như này. Đây, tất cả nước sườn xe hầu như là không một vết xước rồi. Sơn các bạn có thể thấy đây, hầu như là mới hoàn toàn. Xe được chỉ đạp lướt qua một chút thôi, rất là mới. Đây là một mẫu đạp touring rất là hot. Nhiều bác gọi điện và hỏi cho em chiếc xe này XCR3500 gian. Các bạn có thể lên Google để search thêm về mẫu model này. Ram hoặc cổng yên cũng nguyên zin của Ram. Với dòng XCR thì luôn được trang bị cái yên có lắp phản quang. Riêng dòng XCR 3007, 3005 đều có phản quang. Đơn giản là nhìn cái lốp thôi thì cũng rất là mới rồi, lốp nguyên zin cho xe luôn. Lốp nguyên zin của dòng touring có giảm xóc XCR. Vành vô vành, vô vành nguyên zin của Giang. Đây là lốp, đây là lốp. Còn đây là vành. Các bạn có thể thấy vẫn còn logo, vẫn còn đồ, vẫn còn nguyên zin. May ơn của Giang luôn. Dây âm sườn cao cấp vẫn được trang bị, dây âm sườn cao cấp. Bộ khung siêu nhẹ của Alu X thì vẫn là công độc, làm nhôm độc quyền của Giang. Bộ khung siêu nhẹ ở bên hay bỏ ấy. Đây là ghi đâu, cổ cốt nguyên bản của Giang. Thấy tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Chiếc xe chưa được lai bất kỳ một món gì, vẫn giữ được đồ nguyên bản. Đây là tay bấm xả của cao cấp của Shimano Alivio. Bên là bên lít 9 tầng và bên đĩa 3 tầng. Cho xe tối đa 27 tốc độ. Có phanh dầu thủy lực của Shimano. Phanh dầu nước sơn trên cái phanh dầu khá là mới rồi. Rất là mới luôn. Với xước nhỏ này. Xước sơn luôn. Cái này mới. Tay nắm. Bộ tay nắm nguyên nguyên zin của Giang. Nắm cao su. Cái có chữ Giang. Đây bộ giảm xóc. Tất nhiên đây là bộ giảm xóc của Giang rồi. Với dòng touring mà có cái bộ giảm xóc này thì các bác có thể đi đường xấu, đi đường đồi núi mà không phải lo gì cả, không lo bị đau tay. Còn rất phù hợp các bác mà nhà ở địa hình hơi xấu mà còn muốn đạp xe, muốn chọn những dòng xe touring bánh 700 như này, bánh nhỏ chứ không phải dòng địa hình, đạp nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây bộ bánh sau, à bánh trước và lốp cũng nguyên zin của Giang. Đấy,
thì có thể thấy lốp sầm, lốp và vành van. Máy ơ của gian và đây cũng phanh dầu, dầu rất là mới thôi nhé, có thể thấy đẹp hơn dầu, quay rất vận cảnh. Chỉ ở bên dưới xe thì có cái mã vạch. Vâng, đây là theo mã vạch thì nó có thể về theo xe, vẫn dán trên xe. Xe được sử dụng 9 tầng lít. Vâng, và đây là cái mà xe về thì người ta gắn cái này vào để cho đỡ cong củ về, bỏ ra, bỏ ra. Rồi em đã bỏ cái bảo vệ củ đề ra thì đó không cần thiết. 9 tầng lít, 9 tầng lít, lít và xích thì nó nguyên bản về theo xe rất là mới luôn. Bộ chuyển động của Alivio, full Shimano Alivio, đùi đĩa 3 tầng của Shimano, gạt đĩa của Alivio luôn. Chung xe ghi size M, bây giờ sẽ đo chiều cao đứng của full xe này bao nhiêu. M vâng, và xe có chiều cao xe đứng là 49, của các bác từ 1m63 trở lên các bác nhé, đến dưới 1m75 đi với chiếc xe này. Hướng size M của hãng Giang. Sẽ đi vào chuyển động. 9 tầng lít, nguyên bộ lúc của Shimano Alivio. Vâng, lên lít. Hầu như dòng XCR để bên em về thì nhà thì xe rất ít lỗi. Và các bác phải đi luôn, không cần căn chỉnh nhiều. Phía bên tay phải là 3 đĩa, đùi đĩa 3 tầng của Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Rất tốt các bạn nhé, quay rất là bò, máy cũng quay đây. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Gian XCR 3500 của dòng Touring có giảm sóc, được sử dụng nguyên bộ group của Shimano Alivio, và chiếc xe này mới trên 95%. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 8,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những khách chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975703 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp để tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.